Đến đây, đỏ có hai phương án đi quân. Một là mã 2 tiến 3 và hai là tốt 7 tiến 1. Phương án nhất của đỏ, mã 2 tiến 3. Đến đây, đỏ là hai cách đi quân. Một là tốt 7 tiến 1 và hai là pháo 2 tiến 4. Cách duy nhất của đỏ, tốt 7 tiến 1. Đây là nước cờ hay được dùng. Đen bay tượng, củng cố phòng thủ. Nước cờ mang tính ổn định, vững chắc. Đổi lại, đen có thể đi C8 tiến 4. Tiếp theo. Cờ đỏ ưu thế. Đen tượng 7 tiến 5. Tiếp theo. Hai bên ngang thế. Mời các bạn xem lại cách duy nhất của phương án này.
hai bên ngang thế. Cách thứ hai của đỏ là pháo 2 tiến 4. Đây là nước cờ mang tính tích cực. Đen pháo 2 tiến 4, nước cờ nhằm tranh chủ động. Thế trận giằng co. Phương án thứ hai của đỏ là tốt 7 tiến 1. Đen đưa pháo cánh phải vào đầu, nước cờ cứng rắn. Đỏ ăn tốt là mưu thực lợi. Đỏ lùi pháo bắt xe, nước cờ hay. Cờ đỏ ưu thế. Chúc các bạn nghiên cứu thành công thế trận phi động.